Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài luyện đọc và đánh chữ giản thể phồn thể tiếng Trung. Thì ở trên màn hình các bạn chúng ta nhìn thấy được rằng mình có bốn chia làm bốn cột, đó chính là phồn thể. Phồn thể, giản thể, phiên âm và tiếng Việt. Mình đã soạn sẵn nghĩa của chữ tiếng Việt và phiên âm. Các bạn chú ý là ở phần nghĩa tiếng Việt sẽ báo lên có những cái cột mà màu xanh lơ đó, xanh xanh lợt đó, thì đó chính là mình cố ý mình cài như vậy để các bạn thấy được rằng ví dụ như tiếng Việt nó có nghĩa giống nhau nhưng mà tiếng Trung sẽ có những cách nói khác nhau. Bởi vậy cho nên là khi mà tiếng Việt có những cái nghĩa giống nhau thì nó sẽ báo lên cái màu xanh lơ này ha các bạn. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ cùng vào đi đánh chữ phồn thể trước. Từ đầu tiên, thật xin lỗi, chân bao chen. Chân bao chen. Từ tiếp theo, thật xin lỗi, chân tôi bu chỉ. Chân tôi bu chỉ. Chân tôi bu chỉ. Các bạn chú ý chúng ta chỉ cần đánh phiên âm thì nó sẽ hiện lên một loạt chữ mà thông thường các chữ nó nối nhau đó thì nó sẽ tạo thành một câu luôn. Bởi vậy khi mà các bạn chúng ta học đó, chúng ta chỉ cần nắm chắc cái phần mà phiên âm thì tới lúc mà chúng ta luyện thêm viết chữ nữa, rồi khi mà chúng ta đánh chữ là chúng ta sẽ rất là dễ dàng có thể chọn được những cái chữ đúng nhất. Từ tiếp theo là thật xin lỗi, thật áy náy. Chân pu hào y sư. 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 Bạn khỏe không? Bạn thế nào? Nǐ hào ma? Nǐ hào ma? Nǐ hào ma? Bạn khỏe không? Nǐ shēn tǐ hào ma? Nǐ shēn tǐ hào ma? Nǐ shēn tǐ hào ma? Wo wo hǎn hào. Tôi rất khỏe hay tôi rất tốt. Wo hǎn hào. Wo hǎn hào. Wo hǎn hào. Tôi cũng rất tốt. Wo jie hǎn hào. Của dè hỉnh hào. Của dè hỉnh hào. Tôi không khỏe lắm. Của bụ thai hào. Của bụ thai hào. Của bụ thai hào. Tôi cũng tạm tạm. Gùa hải khở gì? Gùa hải khở gì? Gùa hải khở gì? Tôi cũng tạm vậy, cũng tốt. Gùa dè bù cho.
Gúa, dè, ủ, cho. Rồi vừa rồi là chúng ta đã đánh xong cái chữ phồn thể. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đánh chữ giản thể. Từ đầu tiên là chân bao chen. Chân bao chen. Chân tuây bu xì. Chân tuây bu xì. Chân bu hào y sư. Chân bu hào y sư. Chân bu hào y sư. Nǐ hào ma. Nǐ hào ma. Nǐ shēn tǐ hào ma. Nǐ shēn tǐ hào ma. Wǒ hěn hào. Wǒ hěn hào. Wǒ yě hěn hào. Wǒ yě hěn hào. Wǒ bù tài hào. Wǒ bù tài hào. Wǒ hái kě yì. Wǒ hái kě yì. Wǒ yě bù qiào. Wǒ yě bù qiào. Rồi các bạn, chúng ta nhìn thấy cái hàng chữ màu vàng này chính là chữ giản thể. Bên tay trái các bạn chính là chữ phồn thể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh xem chữ phồn thể và giản thể có những chữ nào giống nhau và những chữ nào khác nhau. Khi mà các bạn đánh phồn thể thì các bạn thấy rằng chữ chân bên này đều giống nhau, chữ bao cũng đều giống nhau, chữ chen cũng đều giống nhau. Có nghĩa rằng là chân bao sen, phồn thể và giản thể thì sẽ giống nhau. Tới tiếp theo là chúng ta đánh chân tuây bu xì thì chúng ta thấy được rằng chữ chân là giống nhau. Chữ tuây là có sự khác biệt. Chữ bu giống nhau. Tiếp theo là chữ xì cũng giống nhau. Bởi vậy chân tuây bu xì thì chỉ có chữ tuây là phồn thể và giản thể là có sự khác nhau. Tiếp theo là chân pu hào y sư. Chân pu hào y sư, chúng ta thấy được rằng chữ chân là giống nhau rồi, chữ pu cũng giống nhau, chữ hào giống nhau, chữ y giống nhau, chữ sư giống nhau. Bởi vậy là chân pu hào y sư là phồn thể và giản thể đều giống nhau. Tiếp theo tới chữ nỉ hào ma. Chữ nỉ chúng ta thấy được rằng có sự giống nhau, chữ hào cũng giống nhau. Và chỉ có chữ ma là phồn thể và giản thể có sự khác biệt. Tiếp theo, chữ nì sân thì hào ma. Chữ nì ở trên chúng ta so sánh rồi là giống nhau. Chữ sân chúng ta thấy được rằng cũng là giống nhau. Tiếp theo tới chữ thì chữ thì của giản thể và phồn thể là có sự khác nhau. Chữ hào cũng giống nhau. Chữ ma, chúng ta thấy chữ ma ở trên chúng ta so sánh rồi cũng có sự khác biệt. Tiếp theo tới chữ gùa hẳn hào thì giản thể và phồn thể đều giống nhau. Gùa dè hẳn hào, các bạn thấy được rằng chữ gùa, chữ dè, chữ hẳn, chữ hào, phồn thể và giản thể đều giống nhau. Tiếp theo tới chữ gùa bủ thai hào thì chúng ta thấy được rằng cũng đều giống nhau, phồn thể và giản thể. Tiếp theo là tới chữ gùa hải khở gì. Gùa hải khở gì thì các bạn thấy được rằng là hai chữ này thì chữ gùa là giống nhau, chữ hải
chúng ta thấy được rằng chính là chữ hải là có sự khác biệt giữa phồn thể và giản thể. Chữ khởi gì cũng giống nhau, phồn thể và giản thể giống nhau. Tiếp theo tới chữ của dè bù cho, thì của dè bù cho chúng ta thấy chữ cho là phồn thể và giản thể khác nhau. Còn chữ pu, chữ dè và chữ của thì phồn thể và giản thể đều có sự giống nhau. Bởi vậy, của dè bù cho chỉ có chữ cho là có sự khác biệt giữa phồn thể và giản thể. Rồi, vừa rồi chúng ta đã đi so sánh chữ giản thể và chữ phồn thể. Chúng ta thấy được rằng chữ chân bao xiên, chân tuê bù chì, chân bù hào y sư, nì hào ma, nì sân thì hào ma, vua hần hào, vua dè hần hào, vua bù thai hào, vua hải khởi gì, vua dè bù cho. Đây chính là các cặp chữ phồn thể và giản thể vừa rồi chúng ta đã đi so sánh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một lần nữa. Thật xin lỗi. Chân bao chèn. Thật xin lỗi. Chân tuê bu chỉ. Thật xin lỗi. Thật áy náy. Chân bu hào y sư. Bạn khỏe không? Bạn thế nào? Nỉ hào ma. Bạn khỏe không? Nì sân thì hào ma. Tôi rất tốt. Vua hẳn hào. Tôi cũng rất tốt. Vua dè hẳn hào. Tôi không khỏe lắm. Vua bủ thai hào. Tôi cũng tạm tạm. Vua hải khở gì. Tôi cũng tạm vậy. Cũng tốt. Của già phụ cho. Thì ngày hôm nay mình cùng với các bạn chúng ta đã học tiếp những câu của chuỗi bài luyện đọc và đánh chữ phồn thể và giản thể của tiếng Trung. Thì nếu như các bạn trong quá trình học có những thắc mắc hay có những câu hỏi gì thì các bạn vui lòng chúng ta để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ cùng đi giải đáp và học tập cùng các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn may mắn và thành công.